hé lộ thể thức playoff VSEP mùa hè, xuất hiện nhánh thắng, nhánh thua. Dù VSEP mùa hè đã chính thức khép lại tuần đầu tiên, nhưng thể thức giai đoạn playoff vẫn chưa được ban tổ chức thông báo chính thức. Do đó, cộng đồng đang khá mong chờ về việc sẽ lấy top 6 hay top 4 để cạnh tranh ngôi vô địch cùng hai tấm vé tham dự chung kết thế giới. Và mới đây, bình luận viên Hoàng Luân đã chia sẻ thông tin đáng chú ý về vòng playoffs. Trên kênh stream, Pelu cho biết mùa giải năm nay sẽ có nhiều thay đổi. Theo thông tin từ ban tổ chức, playoff VSEP mùa hè 2022 vẫn sẽ có 4 đội, đồng thời các đội sẽ đánh nhánh thắng, nhánh thua để tiến đến trận chung kết. Tất cả các trận đấu ở vòng này đều là BO5. Tình hình nó như nào? À, tình hình là như thế này, mình thì hồi chiều mình mới hỏi bên phía ban tổ chức VSEP là cái thể thức playoff nó chính xác là như thế nào. Thì thông tin chính thức đến từ bên phía của ban tổ chức là playoff sẽ có 4 đội và đánh nhánh thắng nhánh thua. Thì thông tin mình nhận được là như vậy. Tại vì mình không thấy ban tổ chức thông báo chính thức ở chỗ nào cả, cho nên hồi chiều mình cũng bị mù mờ. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình làm VSEP mùa này, cho nên là mình có hỏi thử thì bên phía ban tổ chức thông báo là VSEP mùa này là playoff đánh 4 đội đứng đầu vòng bảng và đánh playoff và sẽ đánh BO5 nhánh thắng nhánh thua. Căng á nha, căng á. Với những gì diễn ra sau tuần đầu tiên, việc cạnh tranh top 4 ở VSEP mùa hè năm nay dự kiến sẽ rất căng thẳng. Ngoài những đội mạnh trong đua đường dài như GAM, Sài Gòn Buffalo, thì những sự trở lại của Cerberus, SBTC hay Team Secret, Team Wells đều rất đáng gờm. Do đó, việc dự đoán đội lọt vào playoffs hiện nay được xem là rất khó. Trong số những đội toán thắng sau tuần đầu VSEP, Hoàng Luân cho rằng SBTC là điều bất ngờ. Anh đánh giá sự trở lại của địa 1 và màn trình diễn của Emperor ở đường trên là rất ấn tượng. Tuy nhiên, bình luận viên này vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về việc SBTC là đội vẫn chỉ ở mức cạnh tranh top 4. Dù gặp nhà đương kim vô địch GAM hay tân binh Genus thì SBTC vẫn đánh ở mức ngang cơ. Vì thế, đội tuyển này cần chứng minh sự ổn định trong những vòng đấu tiếp theo để gia tăng niềm tin cũng như khẳng định vị thế của mình.